Xin chào tất cả các em, sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài tập số 8 trang 54 sách giáo khoa hình học 11 cho tứ diện ABCD. Các em có thể thấy ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Trên cạnh AD ta lấy điểm P không trùng với AD. Gọi E là giao điểm của MP với BC, với BD. E đây, với BD. Tìm giao tuyến của mặt phẳng PMN với mặt phẳng BCD. Tìm giao điểm của mặt phẳng PMN với BC. Rồi, ta cùng trình bày ý đầu tiên đó là tìm giao tuyến, tức là ta phải tìm hai điểm chung của mặt phẳng PMN và BCD. B, C, D thì ta thấy điểm chung thứ nhất là E đúng không? Điểm chung thứ hai là N. Nào ta cùng đi chứng minh. Đầu tiên đó là ta chứng minh E là điểm chung thứ nhất. Đó là gì nhỉ? Trong mặt phẳng ABD đúng không? Có gì? PM BD tại E. Từ đó ta suy ra E thuộc vào PM. Mà PM lại nằm trong mặt phẳng PMD, PMN. Nên suy ra E thuộc vào mặt phẳng PMN. E cũng thuộc vào BD. Từ đó nên ta suy ra E thuộc vào mặt phẳng BCD. Nên E sẽ là điểm chung thứ nhất của hai mặt phẳng PMN và BCD. Điểm chung thứ hai ta vừa mới phân tích, ta thấy ngay đó là điểm N. Tại vì N thuộc vào CD mà CD nằm trong BCD. Nên suy ra N thuộc vào mặt phẳng BCD. Ngoài ra N còn thuộc vào mặt phẳng PMN, điều này hiển nhiên rồi. Từ đó ta suy ra N là điểm chung thứ hai của hai mặt phẳng PMN và BCD. Từ hai điều này ta suy ra NE là giao tuyến của hai mặt phẳng PMN và BCD. Ta nối NE lại. Đó, ta thấy ngay. Cắt BC tại một điểm. Ta gọi điểm này là điểm Q đi. Đúng không? Ta gọi điểm Q. Thì ta thấy ở ý B người ta yêu cầu là tìm giao điểm của mặt phẳng PMN với BC. Ta nhìn hình và ta thấy ngay đó chính là Q đúng không? Bây giờ ta đi chứng minh Q là giao của BC và mặt phẳng PMN. Rồi. Trước hết ta phải gọi Q đã. Trong mặt phẳng BCD gọi NE cắt với BC tại Q. Được không nhỉ? Trong mặt phẳng, trong cùng một mặt phẳng thì hai đường thẳng có thể cắt nhau mà. Tại Q ta gọi là Q. Từ đó ta có Q thuộc vào BC. Chuẩn rồi. Q còn thuộc vào NE. Mà NE của ta
lại là giao tuyến của PMN và PCD, vì vậy NE thuộc vào PMN, nằm trong PMN, nên ta suy ra Q thuộc vào mặt phẳng PMN. Từ đó ta suy ra Q là giao của BC và PMN.